To meet you, Uncle Me. Con chua ấy. Brielle. Con mạ trong xua xùm nổ con mùi nè con ná. Ta bê đài con anh khăn con anh ở sạp bài chết. Bê con anh thử ấy khó mà mẹ ở con anh grau nè. Rồi bên tay mà mẹ ở trong con anh grau nè đê. Thật ta bê con anh ở sạp bài chết con anh khăn. Thật ta bà ba mà mẹ bùng hiền con này thơ bơ ấy kế. Take a deep breath 3 times. Chà. Hãy bài thay đi bài thay đi bài thay đi con thơ ấy thế con. Have you been meditation? Like 3 minutes. Chà, chẳng ngờ. Bây giờ con smart thị bây giờ tí hai. How do you feel around my dad con? Feel calm, I feel kind. I feel like I can listen every day. Really? Chà. Wow. Chẳng chẳng papa mà mi lên ground con ai nhảy rồi con nè. Chà. Mami papa bình yên con ơi cho thơ ca smart thị. Nó bây giờ con mẹ rằm lõ. Hãy có mọi con chạp khăn tầm thời ấy con. Chà. Thật ta mà mẹ thơ chẳng lọ ớt. Lọ ớt is good for you con. Chà. Chẳng better and grounded right. Chà. Chà. Chẳng còn anh trong nhà xa tới ông Pu Minh đã miền con. Có mọi grounded right con. Chà. Bình yên ở ông Pu Minh bình yên con. Ôi chết thơ sẽ mà thị right con. Right. Chà. Chà. Mà thị thơ con chẳng lạc right con á. Chà. Ok chẳng bán mình ấy, con cho mình ấy dễ tiệt ớt. Chồng mình ấy dễ tiệt ớt. Ất thế ạ, khách anh chung nghiệp liên ông Phú Mỹ. Đã ban mong video con ná. Chà. Khách chung nghiệp liên con, chung nghiệp liên. Ok, Pramaya đã kết con. Pramaya, healing stone, blessings. And Cambodia dragon wheat healers. Thank you, ạ con.